Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch và cũng là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, tại một số tiệm bánh trung thu truyền thống ở Hà Nội thì đã đông kín khách, thậm chí là khách phải xếp hàng từ sáng tinh mơ chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để có thể mua được bánh về tắp hương cũng như là mang về quê để biếu họ hàng. Năm nay tại tiệm bánh Trung thu Bảo Phương ở số 201A Thụy Khuê, Hà Nội lại tiếp tục xảy ra tình trạng hàng nghìn người xếp hàng dài để mua bánh trong mùa Trung thu. Một nhân viên bảo vệ của tiệm bánh cho biết là khách kéo đến mua bánh bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng đến 8 giờ là đông đúc và phải xếp hàng kéo dài khoảng 300 mét. Dù phải xếp hàng và phải chờ đợi đến cả tiếng đồng hồ nhưng mà khách thì đều khá có ý thức, không có chuyện chen lấn hay là cãi nhau xảy ra. Tại tiệm bánh nhỏ hẹp thì hàng chục người háo hức chờ đến lượt. Đến thời điểm hiện tại, chủ tiệm bánh chưa hạn chế số lượng bán ra đối với mỗi khách mua và hầu hết thì khách mua dịp này đều để sử dụng vào việc thắp hương ngày mùng 1, số còn lại mua dịp nghỉ mùng 2 tháng 9 để về quê biếu họ hàng. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết lượng chất béo trong một chiếc bánh trung thu bằng một hoặc là hai lần lượng chất béo trong một bát phở bò hoặc phở gà. Cùng với đó thì ăn bánh nướng hay là bánh dẻo thì rất dễ khó tiêu do nhiều chất béo, chất đạm động vật. Nếu ăn nửa chiếc bánh dẻo hoặc là bánh nướng thì trong ngày phải bớt đi khoảng một bát cơm cùng với lượng thức ăn tương ứng, đồng thời phải tăng lượng rau xanh để tống chất béo ra ngoài và ngăn ngừa tăng đường huyết nhanh. Nếu không giảm phần cơm thì thể dục nhẹ nhàng bằng cách đi bộ thêm 30 phút để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Vâng và chủng loại bánh trung thu ngày càng đa dạng cả về hình thức lẫn giá tiền đắt đỏ nhất có lẽ là chiếc bánh trung thu làm bằng vàng nguyên chất đang được bán ở trung quốc nhân dịp tết trung thu thì một dịp lễ lớn ở quốc gia này thì các cửa hàng trang sức đã tung ra những mẫu trang sức hình bánh trung thu đẹp mắt với những hoa văn trang trí cầu kỳ vì đẹp lại có ý nghĩa nên những chiếc bánh đặc biệt này đang bán rất chạy và nhiều người lợi dụng dịp này để mua bánh trung thu bằng vàng để biếu các xếp mỗi hộp bánh trung thu như thế này thì có giá lên đến hàng chục nghìn đô la mỹ